Chi bộ Công ty Cổ phần Bình Điền Ninh Bình vừa tổ chức chương trình ra mắt và ký cam kết triển khai xây dựng mô hình, tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh tiến độ thực hiện quản lý chất lượng, môi trường và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nhằm cụ thể hóa thực hiện chủ đề công tác năm 2022 của tỉnh ủy gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là một trong 15 mô hình điểm được Đảng ủy, khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện trong giai đoạn 2022-2025. Mô hình nhằm giáo dục cán bộ, đảng viên, người lao động tích cực nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO trong hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, bảo đảm các quyền lợi chính sách cho người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động. Thời gian cam kết thực hiện từ năm 2022 đến năm 2025. Phát biểu tại buổi ra mắt, lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị chi bộ công ty đẩy nhanh tiến độ triển khai các phong trào thi đua theo từng giai đoạn, tuyên truyền cho cán bộ đảng viên, người lao động thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả mô hình nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, qua đó nhân rộng các tập thể cá nhân xuất sắc, góp phần xây dựng doanh nghiệp vững mạnh,